công ty luật Sơn đại diện cho tỷ phú Hoàng Kiều trong các vấn đề liên quan đến việc bãi nhiệm tại thành phố Westminster. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2019, tỷ phú Hoàng Kiều đã gửi ra thông báo báo cáo báo chí cho biết ông đã thuê luật sư Bradley Hurst của công ty luật Sơn để đại diện cho ông trong mọi vấn đề liên quan đến tiến trình bãi nhiệm tại thành phố Westminster. Công ty luật Sơn chuyên về luật vận động và bầu cử có trụ sở tại San Francisco và Los Angeles. Công ty đã đại diện cho khách hàng trên khắp các tiểu bang ở các thành phố như San Jose, Hiệp hội Khách sạn, Nhà nghỉ San Diego và Hiệp hội Phó Cảnh sát trưởng San Francisco. Thông cáo báo chí cũng cho biết thêm rằng tỷ phú Hoàng Kiều mong muốn được làm việc với ông Hurst và công ty luật Sơn và chào mừng họ đến với đội ngũ của ông Hoàng Kiều. Kính thưa quý vị.